Gordon. There he is. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 10 tháng 7 năm 2014. Hoài Hương xin kính chào quý vị. Nhật cấp vốn ODA cho Việt Nam đóng tàu tuần duyên. Học giả Ba Lan xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Hoa Kỳ và Trung Quốc khai mạc cuộc đối thoại thường niên về chiến lược và kinh tế ở Bắc Kinh. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Nhật Bản sẽ cấp vốn ODA để Việt Nam đóng thêm tàu tuần duyên, giữa lúc Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Vietnamnet dẫn lời ông Akinori Eto, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hạ viện Nhật Bản, cho hay là Tokyo đang hoàn tất các thủ tục để cấp một ngân khoản ODA cho dự án của chính phủ Việt Nam đóng thêm tàu tuần duyên cho lực lượng chấp pháp trên biển. Trong một cuộc họp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hôm 7 tháng 7, ông Eto, dân biểu đại diện cho Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản, hoan nghênh Việt Nam khánh thành Trung tâm gìn giữ hòa bình ở Hà Nội. Ông hứa hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo và phát triển nhân lực. Ông Eto bày tỏ tin tưởng và triển vọng hai bên sẽ đào sâu hơn nữa các quan hệ quốc phòng cho phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hôm thứ Tư loan báo chính phủ sẽ chi ra 540 triệu đô la để đóng 32 tàu mới cho đội tuần duyên Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói ông Nguyễn Tân Dũng dường như đã ra quyết định này sau khi một tàu đánh cá Việt Nam bị tàu hải giám Trung Quốc bắt giữ hôm 3 tháng 7. Cho tới thời điểm này, vẫn chưa biết tung tích của 6 ngư dân trên chiếc tàu QN94912. Tờ Lao động tường trình rằng, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam hôm thứ Ba đã phản đối Trung Quốc và đòi nước này thả ngư dân. Nhưng chính phủ Việt Nam vẫn chưa lên tiếng về sự cố này. Trong khi đó, Hà Nội kêu gọi ngư dân hãy tiếp tục bám biển. Chính ngư dân, địa phương mới là thành phần phải đứng mũi chịu sào trong các vụ xung đột trên biển hiện nay. Báo An ninh Thủ đô nói, từ đầu năm 2014, đã có 28 tàu cá Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công, đâm va hay giật đuôi. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Đặng Kiến Quần thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế ở Bắc Kinh, nói rằng để tránh đụng độ trực tiếp với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, chính phủ Việt Nam đã thành lập Cục Kiểm ngư vào năm 2013 để thực hiện các hoạt động chống lại các tàu Trung Quốc. Theo lời nhà nghiên cứu này, thì một cuộc đụng độ giữa các tàu tuần duyên hai nước có phần chắc sẽ diễn ra trước khi xảy ra xung đột giữa hai lực lượng quân đội. Các học giả Ba Lan tham gia cuộc hội thảo từ một đại học ở Warsaw xác nhận chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời lên án những hành động gây hấn mới đây của Trung Quốc trong các vùng biển của Việt Nam. Theo Vietnamnet, hơn 50 người tham gia buổi hội thảo tại Đại học Alma Mater ở thủ đô Ba Lan đã lắng nghe báo cáo cập nhật tình hình Biển Đông sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Được biết, 13 học giả Ba Lan đã phát biểu và phân tích vấn đề từ nhiều góc cạnh. Các học giả khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Họ lên án những hành động của Trung Quốc, cho rằng các hành động sai trái đó vi phạm chủ quyền của Việt Nam và đe dọa an toàn hàng hải trên Biển Đông. Hôm qua, một giới chức cấp cao của Mỹ tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ tới Bắc Kinh để dự cuộc đối thoại về chiến lược và kinh tế với Trung Quốc, nói rằng những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết diện tích Biển Đông là có vấn đề. Pháp Tân Xã hôm qua dẫn lời giới chức Mỹ không cho biết danh tính, nói rằng tình trạng leo thang căng thẳng trong khu vực có liên hệ tới Hoa Kỳ trong tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương, một nước có những hoạt động thương mại quan trọng và sử dụng các tuyến hàng hải trong khu vực, và cũng liên quan tới Hoa Kỳ trong tư cách là một quốc gia từ lâu đã bảo đảm sự ổn định của khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Giới chức này nói rằng các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc liên quan tới vấn đề này tại cuộc đối thoại Mỹ-Trung sẽ rất trực tiếp, bộc trực và có tính cách xây dựng. Hoa Kỳ vẫn nhấn mạnh là Washington không về phe nào trong các tuyên bố chủ quyền, nhưng tố cáo Bắc Kinh là đã có những hành động gây bất ổn, và Mỹ kêu gọi Trung Quốc hãy tôn trọng quyền tự do hàng hải trên các tuyến đường biển quan trọng của thế giới. Một giới chức ngoại giao Singapore hôm nay cho biết
là chính phủ Việt Nam đã trấn an Singapore rằng Hà Nội sẽ có những bước cụ thể để bảo đảm vụ bạo loạn đã bùng phát hồi tháng 5 tại các khu công nghiệp do Singapore điều hành ở Bình Dương sẽ không tái diễn. Lên tiếng trước diễn đàn Quốc hội hôm nay, Bộ trưởng thứ hai của Bộ Ngoại giao Singapore Grace Fu nói rằng ngoài ra chính phủ Việt Nam cũng cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và thực hiện những biện pháp cần thiết chống các thủ phạm. Hồi tháng 5, ba công xưởng do Singapore điều hành tại các khu công nghiệp Bình Dương đã bị phóng hỏa trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam. Bà Fu nói chính phủ Singapore có quan điểm rất mạnh mẽ về vụ bạo động ở Bình Dương vì từ lâu các khu công nghiệp tại đây đã là một biểu tượng của quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa hai nước. Chính phủ Singapore trước đó đã hối thúc Việt Nam phải hành động để bảo vệ an ninh và tránh để xảy ra hành động phá hoại hay hôi của tại các khu công nghiệp này. Bà Fu nói rằng quốc kỳ của Singapore bị đốt tại Bình Dương là điều không thể được chấp nhận. Bà Grace Fu cho biết Hà Nội cũng bảo đảm sẽ bồi thường cho các công ty nước ngoài bị tác động trong vụ bất ổn, kể cả các công ty của Singapore. Các quan chức hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc nhấn mạnh sự hợp tác vào lúc bắt đầu cuộc đối thoại hàng năm ở Bắc Kinh hôm thứ Tư. Tại lễ khai mạc cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai nước tôn trọng lẫn nhau và đối xử bình đẳng, tránh áp đặt ý kiến và hình mẫu của một bên đối với bên kia. Lập trường này cũng được nhắc lại bởi Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jack Lew, hai giới chức dẫn đầu phái đoàn Mỹ. Ông Kerry nói, Hoa Kỳ không tìm cách kiềm hãm Trung Quốc, mà hy vọng Trung Quốc sẽ được tiếp tục hòa bình, ổn định và thịnh vượng, và góp phần để ổn định khu vực. Những phát biểu có tính cách hòa diệu như vậy là một chuẩn mực tại các cuộc đối thoại hàng năm. Nhưng trong các cuộc họp kín, cả hai bên đã nêu lên những vấn đề nhạy cảm, vẫn thách thức mối quan hệ song phương. Một lĩnh vực bất đồng xoay quanh các vấn đề kinh tế, chẳng hạn như trị giá đồng nguyên và khả năng các công ty Mỹ tiếp cận được thị trường Trung Quốc. Tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, kể cả Việt Nam, cũng là một nguồn có thể gây xích mích trong cuộc đối thoại Mỹ-Trung năm nay. Bắc Triều Tiên đã bắn hai phi đạn đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển ngoài khơi duyên hải phía đông nước này. Đây là lần thứ tư Bình Nhưỡng thử phi đạn trong vòng chưa đầy hai tuần lễ. Các giới chức quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết những phi đạn nghi là phi đạn Scud đã được bắn đi hôm thứ Tư từ tỉnh Hwanghae ở miền Tây, có tầm bắn khoảng 500 km. Các phi đạn đã rơi xuống vùng biển mà Nam Triều Tiên gọi là Đông Hải và Tokyo gọi là biển Nhật Bản. Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga lên án vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng hành động này vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Trong vài tuần qua, Bắc Triều Tiên đã mở rộng những vụ thử nghiệm phi đạn thách thức lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc trong lúc hối thúc Seoul phải chấp nhận một thỏa hiệp để giảm thiểu căng thẳng. Nam Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị đó, nói rằng Bình Nhưỡng trước tiên phải có những hành động để chứng tỏ là họ muốn tháo gỡ chương trình hạt nhân. Bão Neuguri đã ập vào Nhật Bản, trút xuống những cơn mưa xối xả xuống quần đảo Okinawa ở miền Nam. Hai người thiệt mạng và ít nhất 28 người bị thương khi cơn bão di chuyển qua Okinawa vào ngày thứ Tư, làm cho 52.000 ngôi nhà bị mất điện. Mặc dù đã suy yếu, gió bão vẫn lên tới 162 km/h. Nhưng mối quan ngại chính hiện nay là lượng mưa lớn trút xuống từ cơn bão di chuyển chậm này. Dự báo thời tiết cảnh báo rằng đảo Kyushu có thể hứng chịu 300mm mưa trong khoảng thời gian 24 giờ cho tới giữa ngày thứ Năm, khi bão bắt đầu hướng tới Tokyo và thành phố Osaka nằm trên đảo Honshu. Neuguri có nghĩa là gấu mèo trong tiếng Hàn, đang đe dọa gây sạt lở đất và lũ lụt. Nhật Bản thường phải chịu nhiều trận bão mỗi năm, nhưng một cơn bão như thế này ập vào đầu tháng 7 là điều khá bất thường. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Kem là món ăn chơi phổ biến, đặc biệt là vào mùa hè. Kem càng ngon khi bạn thưởng thức ngay tại xưởng làm bơ sữa nơi nó được làm ra. Những trang trại làm bơ sữa khắp bang Maryland chào đón thực khách mỗi mùa hè, tạo thành một thứ được gọi là con đường kem. Phóng viên của VOA đã đi khắp con đường này và thưởng thức tới 70 hương vị kem tươi ngon khác nhau. Xin chia sẻ cùng quý vị qua tường trình sau đây. Vào ngày cuối tuần nhiều nắng này,
Trẻ em và người lớn cùng thưởng thức kem tươi tại xưởng Rocky Point. Tôi thích nhất kem sô-cô-la. Chúng tôi rất mê kem lạnh ở đây. Chúng tôi lái xe hơn 20 cây số tới đây mua kem. Đến xưởng làm kem là truyền thống mỗi mùa hè của gia đình ông Jim Brown. Chúng tôi có 1, 2, 3, 4, 7 người đi hôm nay. Chúng tôi đã ăn sáng no nê rồi. Cuối cùng làm thêm mấy cây kem nữa. Tuyệt vời. Xưởng kem Rocky Point ở quận hạt Frederick là một trong 8 nơi làm bơ sữa, tạo nên con đường kem của bang Maryland, kéo dài hơn 460 km khắp tiểu bang. Bộ trưởng Nông nghiệp của bang Maryland cho biết, chúng tôi lập ra con đường kem Maryland vào khoảng 3 năm trước để nâng cao nhận thức của công chúng về những cơ hội của ngành sản xuất bơ sữa trên toàn Maryland. Chúng tôi có khoảng 476 trang trại bò sữa và năm ngoái những trang trại này thu về 201 triệu đô la doanh thu. Mỗi con trong số 200 con bò sữa ở trang trại Rocky Point sản xuất 40 lít sữa mỗi ngày, một phần được sử dụng để làm 70 vị kem khác nhau. Gia đình ông Chuck Fry điều hành trang trại này từ năm 1883. Con đường kem thực sự có thể có lợi cho kinh doanh của chúng tôi. Đây là cách rất hay để nông dân nuôi bò sữa chúng tôi hợp sức và tiến bộ, và cho thế giới thấy chúng tôi làm gì ở đây. Con đường kem thu hút khách gần xa. Chúng tôi lái xe tới đây từ Washington. Cảnh vật rất đẹp, và chúng tôi có kem đây. Chúng tôi đi quanh trang trại này. Cô Alicia Weiner nói rằng đây cũng là một cơ hội giáo dục cho con trai cô. Thằng bé muốn biết mọi thứ về vắt sữa bò. Sữa từ đâu ra? Khoảng 30 km về phía bắc, xưởng kem South Mountain sản xuất 40 vị kem khác nhau. Du khách có thể xem bò được vắt sữa và thử cho bê bú bình. Ông Randy Sowers là chủ sở hữu trang trại. Mọi thứ đó thu hút người ta tới. Họ thích, trẻ con cũng thích. Cứ tới 4 giờ chiều mỗi ngày là chúng tôi lại bận rộn, nhiều người tới đây để cho bê bú. Du khách có thể nhận một tờ hộ chiếu con đường kem tại bất kỳ xưởng kem nào. Và khi được cả 8 trang trại đóng dấu, họ có thể nộp tờ hộ chiếu để rút thăm trúng thưởng. Mấy chỗ này có vẻ rất tuyệt. Chúng tôi chắc chắn sẽ lái xe đến để xem một số nơi và thử kem ở mọi nơi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi thử. Vì vậy, tôi nghĩ hè này chúng tôi sẽ làm vài chuyến nữa. Con đường kem Maryland bắt đầu từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 9. Đủ lâu để có thể thử hàng chục vị kem khác nhau. Hân hạnh chào đón quý vị đến với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, nơi mang đến quý vị nguồn thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. VOA trên truyền hình vệ tinh toàn cầu IOR Asia Satellite với các bản tin VOA Express, tường trình tin tức thời sự Việt Nam quốc tế, các video phóng sự từ khắp nơi trên thế giới và nhiều chương trình dạy tiếng Anh phong phú. VOA Radio trên sóng trung bình 8 và 10 giờ tối Việt Nam mỗi ngày với các chuyên mục đa dạng từ tư vấn sức khỏe, hội thoại với giới trẻ đến các bài tường trình về sinh hoạt của người Việt hải ngoại về khu vực châu Á và Hoa Kỳ. VOA Website, Internet, YouTube là nơi nghe xem đọc thông tin chính xác, nhanh nhạy, nhiều thể loại, kết nối với các blogger, trao đổi với các độc giả khắp nơi, nhận bản tin hàng ngày qua email, podcast, RSS và điện thoại di động. voatiengviet.com, thông tin để tiến bộ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể được xem dễ dàng bằng trình duyệt Opera, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin quý vị gửi về voabạnlambao@gmail.com. Hoài Hương xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.